Phương Trâm xin kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình Sự kiện quanh ta. Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2018, chương trình có những tin chính như sau. Khởi tố và bắt giam nghi can livestream kích động biểu tình trên Facebook. Bộ Công an gấp rút xây dựng 3 văn bản về luật an ninh mạng. Đối thoại chiến lược ngoại giao quốc phòng lần 6 giữa Việt Nam và Australia. Bài bình luận xã hội, bài viết 20 năm nước mắt. Cùng nhiều phần tin khác, mời quý vị cùng theo dõi bản tin chi tiết sau đây. Mở đầu là tin liên quan đến dân chủ nhân quyền. Theo báo Thanh Niên đưa tin, vào ngày 10 tháng 10, Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Thể, 53 tuổi, trú khu vực 2, phường An Thới, quận Bình Thủy, để tiếp tục làm rõ hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2017 đến nay, Lê Minh Thể đã lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook để đăng tải, chia sẻ, bình luận các nội dung xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước. Cơ quan điều tra cũng xác định, từ đầu tháng 6 đến nay, Thể thường xuyên lên mạng xã hội để kết nối với các đối tượng phản động trong và ngoài nước, phát trực tiếp livestream các video kêu gọi kích động người dân tham gia biểu tình phản đối dự thảo luật an ninh mạng. Khám xét nơi ở của Thể, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng có liên quan đến các hành vi kể trên. Hiện vụ việc đang được Công an quận Bình Thủy tiếp tục điều tra làm rõ. Vẫn là tin liên quan đến dân chủ nhân quyền. Cùng ngày 10 tháng 10, thông tin từ Công an huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, nơi đây đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng, bao gồm Phạm Hoàng Quy, 35 tuổi, Trần Thanh Tùng, 30 tuổi, Phạm Anh Vũ, 19 tuổi, cùng ngụ huyện Cao Lãnh, Trần Thiện Thắng, 40 tuổi và vợ là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, 29 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo cơ quan điều tra, từ 20 giờ đến 22 giờ vào ngày 29 tháng 9, các đối tượng này đã có hành vi điều khiển xe tải đến trạm thu phí cầu sông Cái Nhỏ, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, la hét gây cản trở ùn tắc giao thông tại đây. Sau đó, nhóm này còn ngăn cản, hành hung các lực lượng công an khi đến hiện trường để giữ an ninh trật tự, an toàn giao thông, buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải nổ súng bắn chỉ thiên, trấn áp tâm lý đám đông và đưa những người này về trụ sở làm việc. Tiếp theo là phần tin chính trị. Truyền thông trong nước loan tin, vào ngày 10 tháng 10, thông tin từ Bộ Công an. Cơ quan này vừa tổ chức họp ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng các nghị định của chính phủ hướng dẫn thi hành luật an ninh mạng. Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng ban soạn thảo cho biết vào ngày 12 tháng 6, Quốc hội thông qua luật an ninh mạng với tỷ lệ đồng ý là 86,86%. Thượng tướng Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh các văn bản hướng dẫn thi hành luật an ninh mạng là những văn bản quan trọng và phức tạp liên quan trực tiếp đến công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền của đất nước, có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều bộ ngành và nhận được sự quan tâm rất lớn từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn thi hành luật an ninh mạng cần phải khẩn trương hoàn thiện để trình Chính phủ xem xét, ban hành, đảm bảo hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Tiếp theo là tin tham nhũng. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Phạm Minh Chính cho biết, Ban Tổ chức Trung ương đang hoàn thiện dự thảo quy định kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền để trình Bộ Chính trị ban hành trong năm 2018. Phát biểu đề dẫn hội nghị, ông Trần Văn Túy, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho hay, trong 35 năm đổi mới, 20 năm thực hiện chiến lược cán bộ và nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 12 của đảng, công tác cán bộ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng nhưng vẫn còn không ít những cái yếu kém. Nhất là tình trạng lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực, thao túng trong các cán bộ. Sử dụng quyền lực được giao để thực hiện mục đích cá nhân, dung túng bao che, tiếp tay cho tham nhũng. Tiêu cực trong công tác cán bộ chậm được ngăn chặn, đẩy lùi. Nạn chạy chức chạy quyền và tiếp tay cho chạy chức chạy quyền còn diễn biến phức tạp, xảy ra tinh vi ở nhiều nơi nhiều cấp. Ông Túy cho biết, dự thảo gồm 4 chương 16 điều, trong đó có những quy định, 8 cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, nhận diện 19 hành vi chạy chức, chạy quyền, 5 hành vi của người chạy và 14 hành vi của người được chạy, cả hành vi tập thể và cá nhân. Ngoài ra, dự thảo còn quy định 6 cách thức phát hiện hành vi chạy chức, chạy quyền về việc kiểm tra, kết luận, xử lý hành vi chạy chức, chạy quyền. Kết luận hội nghị, ông Phạm Minh Chính một lần nữa đã khẳng định đây là vấn đề mới,
khó, nhạy cảm và nhận được sự quan tâm của nhân dân, xã hội. Do đó, cần có giải pháp phù hợp, hiệu quả để góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Tình chính trị. Việt Nam và Australia tổ chức đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng lần thứ 6 tại Hà Nội. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao ông Nguyễn Quốc Dũng làm trưởng đoàn. Đoàn Australia do Thứ trưởng Ngoại giao ông Richard Schmoder và quyền Thứ trưởng Quốc phòng ông Tom Hamilton làm trưởng đoàn. Tham dự còn có Thiếu tướng Đặng Quang Minh, Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Quốc phòng cùng các cán bộ cao cấp của Bộ Ngoại giao và Quốc phòng hai nước. Đây là cơ chế đối thoại thường niên được hai bên triển khai thường xuyên từ năm 2012. Tại đối thoại, hai bên hài lòng ghi nhận những bước phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ trong quan hệ song phương, nhất là từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược vào tháng 3 năm 2018, đồng thời tái khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của nhau trong chính sách đối ngoại của mỗi nước. Hai bên tiến hành trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên trong năm hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 2018, trong đó có 3 đoàn cấp cao từ phía Việt Nam và 4 đoàn cấp cao từ phía Australia. Việt Nam hoan nghênh Hạ viện Australia đã thông qua Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, đồng thời thông báo Việt Nam đang thúc đẩy thủ tục nội bộ, phấn đấu phê chuẩn CPTPP trong năm 2018, góp phần đưa hiệp định sớm có hiệu lực và đi vào triển khai. Trao đổi về tình hình gần đây ở Biển Đông, hai bên đề cao tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định, đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, nhấn mạnh việc nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế. Hai bên đã nhất trí sẽ tổ chức đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao Quốc phòng Việt Nam Australia lần thứ 7 vào thời gian thích hợp trong năm 2019 tại Australia. Tiếp theo là tin quốc tế. Theo RFI đưa tin cho biết, các hoạt động nhân đạo của PALM và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF về nguyên tắc không bị siết lại bởi các trừng phạt của Hội đồng Bảo an để trừng phạt chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Herb Verhofstadt, phát ngôn của PALM, đã nhấn mạnh đến các dè dặt của nhiều doanh nghiệp quốc tế, cũng như các quốc gia tài trợ, khiến hoạt động cứu trợ có thể không đạt được mục tiêu trong những tháng tới. Ông nói, chúng tôi muốn giúp 600.000 phụ nữ và trẻ em hàng tháng, bao gồm những phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú và trẻ em dưới 5 tuổi. Việc mà chúng tôi có thể làm được chủ yếu tại đất nước này là phân phát bánh bích quy, dầu dinh dưỡng. Chúng tôi nhập khẩu ngũ cốc từ nước ngoài qua đường biển. Chúng tôi cũng hợp tác với 11 xí nghiệp tại chỗ để sản xuất loại bánh nói trên cho trẻ dưới 5 tuổi. Vấn đề của chúng tôi là đôi khi các doanh nghiệp mà chúng tôi muốn hợp tác để vận tải lương thực hoặc từ chối hoặc lo sợ khi biết được cái đích đến của loại hàng hóa này, tức là Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, cần phải biết viện trợ nhân đạo không nằm trong đối tượng bị các quy định trừng phạt của Hội đồng Bảo an. Theo đó, các doanh nghiệp bị cấm làm ăn hoặc có tiếp cận Bắc Triều Tiên. Như vậy, tất cả hoạt động cứu trợ nhân đạo này là hoàn toàn hợp pháp. Một vấn đề khác nữa là các quốc gia tài trợ cho các khoản cứu trợ này cũng hơi lo ngại. Cho đến nay, các nước thành viên mới chỉ tháo khoán 37% trong tổng số ngân sách hơn 50 triệu đô la mà chúng tôi hy vọng có được. Số tiền hơn 15 triệu đô la đã chi này thật sự cần thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Theo PALM, hơn 10 triệu người Bắc Triều Tiên, tương đương gần 40% dân số, hiện bị suy dinh dưỡng. 1% trẻ nhỏ mắc bệnh còi xương do thiếu ăn. Các định chế nhân đạo của Liên Hiệp Quốc rất cần có thêm nguồn tài chính để duy trì các khẩu phần cứu trợ, vốn đã rất ít ỏi hiện nay. Tiếp theo vẫn là tin thế giới. Hội nghị Trump Kim lần 2 có thể diễn ra ở Florida. Trả lời báo chí vào ngày 9 tháng 10 trước khi đến bang Iowa, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các thảo luận chuẩn bị cho cuộc thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 đang được tiến hành. Ông thông báo cuộc gặp gỡ vừa qua giữa Ngoại trưởng Mike Pompeo và nhà lãnh đạo ông Kim Jong-un đã diễn ra tốt đẹp. Các bên đang xem xét từ 3 đến 4 địa điểm tiềm năng để tổ chức thượng đỉnh. Tổng thống Mỹ chia sẻ sự hài lòng với những tiến triển hiện nay trong vấn đề Triều Tiên. Ông nói, chính phủ Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông đã tạo được tiến triển chưa từng có tiền lệ kể từ cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử tại Singapore vào tháng 6. Ông nói, tôi cho rằng tốc độ hiện nay thật đáng kinh ngạc. Chúng ta không còn thấy thử hạt nhân, không còn thấy phóng tên lửa. Tôi cũng có mối quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Kim. Tôi thích ông ấy và ông ấy cũng thích tôi. Tổng thống Trump cho biết, ông cũng khẳng định cuộc gặp với ông Kim Jong-un
chỉ có thể diễn ra sau đợt bầu cử giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11. Tôi không thể rời đi vào lúc này, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo vào ngày 8 tháng 10 cho biết Mỹ và Triều Tiên đã tiến rất gần đến việc thống nhất các chi tiết cho cuộc gặp lần hai giữa ông Trump và ông Kim. Trong chương trình bình luận xã hội hôm nay, Phương Trâm xin gửi đến quý vị bài viết của tác giả Ngọc Vinh với nhan đề 20 năm nước mắt. Bài viết được đăng tải trên trang Facebook cá nhân của tác giả vào hôm 9 tháng 10, 2018. Mời quý vị cùng theo dõi. 20 năm nước mắt. Một giờ khuya đêm qua, ảnh hưởng bởi thời sự nhà hát lớn qua miệng lưỡi của một người đàn bà, nói nhiều bị công chúng ghét cay ghét đắng. Tôi cùng vài anh em vượt hầm Thủ Thiêm qua bên kia quận 2, để ngắm khu đô thị Sa La lộng lẫy ánh đèn cùng các đại lộ mới toanh rộng rãi. Phải công nhận là nó đẹp, nếu so với một vài khu đô thị cũ nằm bên kia sông. Nếu nhà hát 1.500 tỷ cùng quảng trường thành phố mọc lên, quả tình đây là khu đô thị đáng mơ ước đối với những kẻ ít tiền, thuộc thành phần ăn lương nhà nước như tôi. Nếu được ở đây, tôi sẽ ở chứ? Vâng, dĩ nhiên tôi sẽ ở. Tôi tự hỏi và trả lời với chính mình. Nhưng làm sao tôi có thể đặt chân mình vào khu đô thị đắt tiền này được khi giá đất của nó mấy trăm triệu đồng một mét vuông, lại không có xe hơi để đi lại? Vậy thì chắc có lẽ để đến kiếp sau vậy. Chỉ là một người ngoạn cảnh, nhìn ngắm Thủ Thiêm qua con mắt không có ký ức gì với mảnh đất này, nên tôi chẳng phải nặng lòng trước ánh đèn của các khu đô thị giống như Sa La sẽ mọc lên trong tương lai. Có khi còn vui thích nữa vì cái đẹp của nghệ thuật kiến trúc. Nhưng giả dụ như tôi là một người dân Thủ Thiêm, bị cưỡng ép rời khỏi nơi cư trú một cách vô lý, nhìn thấy cái nền nhà của mình bây giờ biến thành cái nền của một khu đô thị mới, thì sao nhỉ? Tôi sẽ tức tối, uất hận hay nguyền rủa? Trong những hình ảnh mà nhà báo trẻ Trương Châu Hữu Danh quay được từ Thủ Thiêm, tôi ấn tượng nhất với đoạn phim Bà cụ già cùng con chó nhỏ của bà, đã lang thang 20 năm ròng rã sau khi mất đất, mất nhà, để rồi cuối cùng chủ và chó cùng dắt díu nhau chui vào một cái gầm cầu thang trú ngụ. Còn trong bút ký Thủ Thiêm của nhà báo về hưu Võ Đắc Danh, ấn tượng sâu sắc nhất của tôi là hình ảnh viên thiếu tá công an đang có tương lai sáng lạn trong quần máy chuyên chính vô sản, đảng viên, cũng vì phản ứng trước việc bị tước đoạt nhà cửa đất đai oan ức của gia đình nên bị giáng cấp, ra khỏi ngành để rồi cuối cùng kết thúc thân phận bi thảm của mình bằng một sợi dây treo cổ. Khi màu sắc ánh đèn của mỗi khu đô thị hào nhoáng nào đó vừa mọc lên, hay sẽ mọc lên, bị ám bởi máu và nước mắt của những người dân vô tội, thì sự lung linh của nó bỗng dưng mất đi. Tinh thần cái đẹp kiến trúc của nó sẽ bị hoang ố bởi những oan khóc mà cường quyền vô lý đã gây ra cho những cuộc đời người ở Thủ Thiêm như cụ già có con chó và viên sĩ quan công an kia. Khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo để xin lỗi nhân dân Thủ Thiêm sau 4 nhiệm kỳ chủ tịch, thì người dân Thủ Thiêm đã trải qua nỗi đau của 20 năm bị đẩy đuổi khỏi căn nhà thân yêu của mình, ra khỏi nơi chốn mà họ đặt bàn thờ ông bà và chôn nhau rốn của nhiều đứa trẻ. Cũng trong khoảng thời gian dài đó, tại Hà Nội, có một khu nhà trọ được đặc biệt danh là Làng Thủ Thiêm, nơi những người dân Thủ Thiêm khăn đùm cơm gói từ Sài Gòn ra thủ đô tá túc để tìm cách cất lên tiếng nói oan ức của mình. Nhưng một hệ thống chính quyền lớn mạnh cùng với đảng Quang Vinh đã không lắng nghe tiếng nói của họ. Lời xin lỗi của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hôm nay được đánh đổi bằng nước mắt trong 20 năm dài của người dân Thủ Thiêm. Khoảng thời gian bằng với cuộc chiến Bắc Nam mà Trịnh Công Sơn đã phản ảnh trong ca khúc Gia Tài Của Mẹ. 20 năm đủ để giải quyết xong một cuộc chiến Việt Nam tàn khốc bậc nhất, ảnh hưởng đến cục diện chính trị toàn cầu, nhưng vẫn không đủ để giải quyết một ổ ung nhọt bé nhỏ Thủ Thiêm của Sài Gòn. Thật là vô cùng nghịch lý. Một lời xin lỗi nhẹ hều thoáng qua với một câu ghi chú thòng theo: không thể tùy tiện nêu danh tính của những người gây ra lỗi lầm. Quá thông minh, kính thưa quý vị, danh tính những kẻ gây ra lỗi lầm quan trọng hơn nước mắt, nỗi đau, thân phận khổ ải của hàng ngàn người dân trong 20 năm của cuộc đời họ. Có thứ công lý nào nghiệt ngã bần cùng như vậy trên thế giới này không? Chắc là chỉ có ở Việt Nam chúng ta. Năm 2010, khi làm trưởng ban thời sự xã hội của Thủ Thiêm, tôi có chỉ đạo phóng viên phụ trách nhà đất tìm hiểu vấn đề đất đai ở Thủ Thiêm. Đó là phận sự của tôi, của vị trí mà tôi phụ trách.
Một tuần sau, cậu phóng viên 11 năm tuổi nghe báo cáo. Thưa anh, không làm được đâu anh ơi. Việc có làm báo cũng không dám đăng. Nếu đăng cũng sẽ không đi đến đâu. Vì đất ở đó đại gia đình anh hai đã thâu tóm hết rồi. Chúng tôi và rất nhiều nhà báo nữa đã không làm tròn được cái gọi là sứ mệnh của kẻ được xã hội gọi là nhà báo. Nhưng trong một hệ thống đó, lúc ấy, một thằng nhà báo như tôi, như cậu phóng viên nọ sẽ làm được gì khi tổng biên tập mới được cử về là phó ban tuyên giáo thành ủy, là đệ tử ruột của anh Ba Đê, người đã ký quyết định số 6565 vào ngày 27 tháng 12 2005. Chỉnh sửa quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, dẫn đến nỗi đau của hàng ngàn người. Báo chí hầu như im lặng, mà im lặng là đồng lõa. Thời điểm đó, nỗi đau của người dân Thủ Thiêm đã kéo dài được 12 năm. Chỉ có súc vật mới thờ ơ trước nỗi đau của đồng loại. Đó là câu nói khá nặng nề của ông tổ chủ nghĩa cộng sản. Vậy mà ở đất nước cộng sản này, có quá nhiều quan chức quay lưng lại với nỗi đau của con người. Mất 20 năm, mất rất nhiều thứ, từ tài sản, vật chất và tinh thần. Mất những năm tháng hạnh phúc quý báu của đời người. Mất niềm tin và rất nhiều nước mắt, thì một lời xin lỗi mới được đưa ra từ phía chính quyền. Những kẻ gây ra tai họa cũng là những kẻ cầm nắm chính quyền trong tay. Sau lời xin lỗi đó, người dân Thủ Thiêm sẽ được đền bù gì cho những tổn thất của họ? Hay chỉ vỏn vẹn là một lời xin lỗi? Với người dân Thủ Thiêm, nhà hát 1.500 tỷ đồng không phải là một cách đền bù. Họ cần được trả lại và phải trả lại họ những gì họ đã mất đi và có lãi. Vay thì phải có trả và trả thì phải có lãi như luật nhân quả và luật của ngân hàng. Đất nước của tôi ạ. Chuyên mục bình luận xã hội vừa rồi đã kết thúc chương trình sự kiện Quanh Ta hôm nay. Chương trình sự kiện Quanh Ta sẽ được phát trên trang Tin Mừng Cho Người Nghèo mỗi ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 vào lúc 19 giờ. Phương Trâm xin cảm ơn quý vị, xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày 24 giờ vui vẻ, an lành. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.